Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Casiflox. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Casiflox cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Casiflox Mỏ Cifrosacin 400mg Dạng bảo chế Viên nén giải bao phim Công dụng, chỉ định Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng mức độ nhẹ và vừa Nhiễm khuẩn da và tổ chức dưới da Thuốc có hiệu quả trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn da như áp xe dưới da không biến chứng, nhọt, chốc lở và viêm mô tế bào đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mãn tính, trong đó có mỏ ciprofloxacin liên quan đến phản ứng có hại nghiêm trọng và đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mãn tính. Viêm xoang cấp tính. Chống chỉ định. Quá mẫn với mỏ ciprofloxacin, các quý no lộn khác hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Trẻ em dưới 18 tuổi do dữ liệu thực nghiệm cho thấy thuốc có thể gây thoái hóa sụn ở khớp chịu trọng lực. Bệnh nhân có khoảng QT kéo dài và đang sử dụng các thuốc chống loạn nhịp tim nhóm IA hoặc nhóm 3. Liều dùng, cách dùng. Người lớn, 400 mg, một lần một ngày. Thời gian điều trị. 10 ngày với bệnh nhân viêm xoang cấp tính do vi khuẩn, viêm phổi mắc phải tại cộng đồng mức độ nhẹ và vừa. 7 ngày với bệnh nhân nhiễm khuẩn da và tổ chức dưới da. 5 ngày với bệnh nhân đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạng tính. Bệnh suy thận và suy gan Không cần điều chỉnh liều với bệnh nhân suy thận, gan nhẹ, vừa và người cao tuổi. Mỏ Ciprofloxacin chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân suy thận đang chạy thận nhân tạo hoặc bệnh nhân bị suy gan nặng. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng. Thận trọng khi sử dụng mỏ Ciprofloxacin ở bệnh nhân có bệnh lý thần kinh trung ương như sơ động mạch não nặng, động kinh vì có thể gây cơn co giật các phản ứng có hại nghiêm trọng có khả năng không hồi phục và gây tàn tật, bao gồm viêm gân, đứt gân, bệnh lý thần kinh ngoại biên và các tác dụng bất lợi trên thần kinh trung ương. Các kháng sinh nhóm fluoroquinolone có liên quan đến các phản ứng có hại nghiêm trọng có khả năng gây tàn tật và không hồi phục trên các hệ cơ quan khác nhau của cơ thể. Các phản ứng này có thể xuất hiện đồng thời trên cùng bệnh nhân. Tác dụng phụ rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, táo bón, đại tiện phân đen, đi tiêu, trướng hơi, nôn mửa. Chứng đau tức ngực, khó nuốt, nghẹn họng. Một số người bệnh còn mắc chứng ở nóng hay khó khè kèm theo. Loãng xương. Cân nặng bị giảm sút. Xương khớp bị ảnh hưởng. Tương tác thuốc. Tương tác thuốc có thể làm giảm hiệu quả của thuốc hoặc gia tăng nguy cơ mắc các tác dụng phụ. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm flox đồng thời biết cách sử dụng flox sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham